Anh em đang có nhu cầu thử vận may, muốn X45, hãy đến ngay shop misutv.com với vòng quay kim cương cực chất, dàn đồng chống nick VIP cực cao, đặc biệt nhất, mua 1 tặng 2, tính tiền 3 đó nhở. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và trong video tiếp theo ngày hôm nay, mình sẽ đưa đến với anh em một cái thông tin rất là vui nhở. Anh em đang xem, chúng ta đã biết tin gì chưa? Đó chính là sắp tới ấy, chúng ta sẽ có sự kiện nhận thẻ đổi tên hoàn toàn miễn phí nhá. Đấy, rất là ngon. Thì ngày hôm qua chúng ta cũng có một cái lỗi game, sau khi mà cập nhật xong ấy, chúng ta không vào được game, đúng không? Nói chung là ngày hôm qua mình cũng khá là bực, nguyên một ngày luôn, chúng ta không vào được game nhá. Đấy, khá là cay cú luôn anh em. Và sau khi mà chúng ta cập nhật xong nhá, anh em sẽ có một cái quả bảo trì ấy, đó chính là skin X18 nhá. Nói chung là chúng ta nhận cho vui thôi. Đấy, tiếp theo anh em sẽ cùng mình chúng ta đến với sự kiện nhận thẻ đổi tên nhá. Và tiếp theo thì mình đang có mặt ở một cái bàn page tên là Ghana Free Fire nhá. Ok, thì sau khi mà chúng ta vào đây ấy, mình sẽ kéo xuống phía dưới đây nhá. Dưới đây thì chúng ta sẽ có một cái bài viết này. Ok, và đây là một cái bài viết của chúng ta nhá. Đấy, ở đây thì mình sẽ thả một cái team luôn. Nói chung là những cái gì ấy mà quà free nhá, chúng ta phải thả team luôn. Đấy, tiếp theo thì mình sẽ truy cập vào cái bài viết nhá. Ở đây thì hiện tại game đã có thể đăng nhập bình thường. Chúng tôi chân thành xin lỗi về sự cố đăng nhập vừa rồi này. Đấy, tiếp theo thì như các bạn đã biết, phần quà nhỏ bảo trì lần này đó chính là skin X18 quái thú nhá. Ok, nói chung là lần đầu ấy thì chúng ta nói về skin nhá. Tiếp theo thì qua sự cố lần này, chúng tôi biết thẻ đổi tên ấy thì là vật phẩm có rất nhiều bạn chúng ta thích nhá. Nên là tin vui sẽ là trước sự cố này ấy, chúng tôi sẽ có kế hoạch lấy thẻ đổi tên làm quà cho một sự kiện thu thập huy hiệu trong sự kiện ngày nổi loạn 16 tháng 5 nhá. Đấy, tức là ngày 16 tháng 5 ấy, chúng ta sẽ có một cái sự kiện nổi loạn này, nhận thẻ đổi tên miễn phí nhá. Quan trọng nhất ấy là chúng ta phải thu thập huy hiệu nhá. Và cách để chúng ta thu thập huy hiệu như thế nào ấy, mình sẽ nói với anh em trong video tiếp theo nhá. Nói chung là huy hiệu gì thì mình cũng biết rồi. Ok, ở đây thì cũng có khá là nhiều bạn chúng ta thích nhá. Chúng ta thả team này, thả thương thương này. Đấy, anh em nếu mà chúng ta vào nhá, anh em cứ thả giống như mình là ok. Kiểu chúng ta là chúng ta thể hiện cái team của mình ấy, vì Free Fire kiểu cho quà free nhá. Nói chung là cũng có rất nhiều bạn chúng ta vừa mới mua ấy thì chúng ta không thích, còn bạn đâu mà chúng ta không có điều kiện chúng ta mua nhá thì chúng ta rất là thích luôn. Ok, tiếp theo thì anh em sẽ cùng mình chúng ta đến với một cái sự kiện ở bên đây nhá. Thì ở bên đây ấy, chúng ta sẽ có sự kiện cổ vũ chung kết đấu trường sinh tồn này. Nhưng mà nói chung ấy là do cái diễn biến dịch bệnh anh em, nên là chúng ta vẫn chưa biết chính thức cái ngày mà chúng ta diễn ra chung kết đấu trường sinh tồn nhá. Ở đây thì khi đâu mà chúng ta diễn ra ấy, mình sẽ đưa thông tin đến anh em nhanh nhất, nên là chúng ta yên tâm nhá. Ở đây thì chúng ta có cột mốc người xem như là 50k view, 100k view và 200k view nhá. Đấy, khi đâu mà chúng ta đạt 200k view ấy, chúng ta sẽ có 1 triệu lượt nhập luôn. Ok, nói chung là rất là ngon nhá. Và khi mà chúng ta xem livestream nhá, anh em sẽ có một cái mã code này. Bạn đâu mà chúng ta đi học này, chúng ta không xem được ấy, thì mình sẽ cập nhật nhanh nhất và mới nhất cho anh em, nên là chúng ta yên tâm nhá. Đấy, có mình ở đây, anh em yên tâm. Ok, tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một số ấy, những cái vật phẩm mới này trong chuỗi sự kiện 16 tháng 5 nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái skin bong keo nhá. Skin này ấy, chúng ta đi đôi với trang phục trong vòng quay đá chế tác nhá. Đấy, tiếp theo thì chúng ta cũng có một cái ba lô này. Ba lô này thì mình nghĩ là nó sẽ free rồi. Đấy, tiếp theo thì chúng ta cũng có một skin AN94 nhá. Skin này thì mình cũng có nói với anh em trong cái video trước ấy, thực sự là trông nó rất là đẹp nhá. Theo quan điểm của mình ấy, thực sự là trông nó rất là đẹp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái bắn lướt nhá. Đấy, bắn lướt trông cũng khá là ok, anh em thấy có ngon không? Và tiếp theo thì chúng ta cùng sang hòm sang nhá. Mình thấy là những cái vật phẩm mới ấy, nó đều theo phong cách của trang phục trong vòng quay đã chế tác nhá. Nói chung là trông như thế này ấy cũng khá là đẹp rồi. Tiếp theo thì chúng ta cũng có cái ba lô nữa này. Ba lô này ấy, mình thấy đẹp hơn ba lô trước nhá. Trông khá là ok. Và đây là một số thứ mới mình đưa đến cho anh em. Hy vọng anh em xem, like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp cho mình nhá.
Và bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo hay hơn, bởi hơn nha. Bye bye.